địa giới cho đến thức giới tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau nhân duyên cho đến tăng thượng duyên tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau các pháp theo duyên sanh ra tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau vô minh cho đến lão tử tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau tướng tham sân si đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau tướng dị sanh kiến thú đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau tướng bốn tịnh lự bốn vô tượng bốn định vô sắc đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau tướng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau tướng của pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau nội công cho đến vô tính tự tính không tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau thánh đế khổ tập diệt đạo tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Tịnh quán địa cho đến như lai địa tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Tất cả môn đà la ni môn tam ma địa tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau năm loại mắt sáu phép thần thông tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau Mười lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau. phàm phu ngu si dị sanh cho đến như lai, tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác Khác nhau, pháp thiện bất thiện tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau, pháp hữu ký vô ký tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau pháp hữu lậu vô lậu tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau pháp thế gian xuất thế gian tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau pháp hữu vi vô vi tướng đều khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau bạch đức thế tôn các pháp như thế nếu tướng đều khác nhau thì pháp tánh cũng phải khác nhau vậy đối với các pháp tướng khác nhau làm sao có thể an lập nơi một tướng pháp tánh khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa làm sao chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các thứ tánh nếu đại bồ tát chẳng phân biệt pháp và các hữu tình có các thứ tánh thì chẳng thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu chẳng thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì chẳng thể từ bậc Bồ Tát này tiến đến bậc Bồ Tát khác. Nếu chẳng được từ bậc Bồ Tát này tiến đến bậc Bồ Tát khác, thì chẳng thể nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát. Nếu chẳng vào được tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, thì chẳng thể vượt qua các bậc thanh văn và độc giác. Nếu chẳng vượt qua được các bậc thanh văn và độc giác, thì chẳng thể viên mãn thần thông ba la mật đa. Nếu chẳng viên mãn được thần thông ba la mật đa, thì chẳng thể đối với với các thần thông du hí tự tại nếu đối với các thần thông du hí